Má cá dữ ta. Ôi ngu. Trên đó là ngọn gì vậy? Xịt bằng trong nội. Này má này cá dữ thì chiều dữ hơn như thấy rồi. Xanh cá trắng hả? Cá trắng mà cá rô, cá sơ, nhỏ trong tổng nữa. Sáng giờ đổ chưa? Đâu dám đổ nữa đâu. Mấy cái con cái hả? Con cái mà nó lừa địa hình quá mà. Đặt ngay địa hình. Cua chắc nhóc hả? Ngập hay gì đó, sáng ngập hay gì đó, chết kìa. Đây đổ vớn. Nó đắng lên, nó gom đắng kìa. Cái ngợp quá. Trời ơi, nó chết hết trơn rồi, nó lại đây không được làm sao á. Ngập rồi. Chạch. Có chạch, chạch chà bá, nó nướng luôn. Lấy mẹ luôn chứ giờ đâu. Ừ. Má này cái trắng hết trời à. Má uống cái mưa chạy dữ luôn. Ồ, cái thao này nhóc luôn. Cái đổ với cho cá dỗ ăn chứ thôi cũng nhiều biết rồi. Cua, cái chạch. Về bữa nó tép chạy nhiều lắm á. Bữa đầu tiên này nó lấy rồi, nó không vô cái linh được ta. Cái sao này nó không chạy nữa không? Cái vớn nó bị đóng nhớt rồi. Ừ. Đóng nhớt nó hết chạy rồi. Ngộ rồi. Vớn phải dời nữa kìa. Ừ. Dời phải giặt nhớt rồi kìa. Nhà máy đó, nhà máy của mỏ máy á, ngoài kia. Có ai? Tư xương. Ừ. Heo. Heo cũng chết đó, biết không? Ừ. Heo chắc chết luôn. Hả? Mấy heo này chắc chết luôn. Dời rồi, hai ba bữa phải dời một lần. Ừ. Bữa hai bữa đầu dở.
Cái này nó khu nó bu chỗ này kinh khủng rồi. Có lương không? Này thì thất rồi. Nay nó bị đóng đồng á. Đóng đồng hết vô rồi. Hết vô rồi. Cái này chết nặng quá rồi. Chưa. Có chặt tim không? Ủa có chặt tim mà trống không em? Đập hết rồi hả? Rồi làm mấy vụ bánh tráng thì trớt luôn rồi. Đi ăn sáng mà còn trớt. Thôi ăn hết đi. Hết nướng được rồi. Trớt hết chưa? Giờ đi hả? Đi đi. Cái mấy cái kho thì quét luôn đi. Sao vậy chứ? Trốc rồi, trốc rồi nè. Trốc không? Trốc rồi. Ừ, mẹ gì đó. Lột hết, lột hết. Lột da hả? Này mặn lông lột da gì? Ủa mẹ có cái kéo không? Cái tráng liệt hay lại? Nấu mặn lông cái mua gì đó chứ. Dạ. Mấy cừ đâu, mấy cừ ráo. Này ăn hết rồi ta ớt. Cắm mặn ốc hả? Ừ. Ốc cá biển bằng á. Hôm làm bữa mùa lúa ở chỗ cấm không dính. Trời ơi, dễ ăn à. Cái mồi nó có cái bài bản kìa. Dễ ăn à. Dễ ăn ở đâu? Dễ ăn à. Này cỡ 4 con ký không? Cỡ đó. 5 con à. 5 con, 5 con. Ủa mấy con nãy bự bự vô ráo rồi. Nhảy hết trơn đụt trộ đổ ra để nhảy mẹ ráo. Đó. Hai bự chịu lại luôn. Có hai con mấy con ơi, cái này gì nãy nó quá trời luôn, ớt toàn ba con ký không hả? Nó quảng cáo quá trời luôn, làm luôn sửa mà ra đây làm gì vậy hả? Chi nước mắm hơn vậy? Ồ, xưa liền tao thiệt chứ, món gì vậy, món gì ngon? Tụi mày nó thấy tụi bay là bắt đầu cái mày giao liền. Biết tụi bay là cái chuyện kia ngon không ăn chua chứ giờ. Món gì giờ, kho hay xả hay gì? Ông nó lấy lại mấy con bự luôn, chỉ có 4 con bự ghê. Thiệt, 4 con đó 1 ký khỏe. Nè, cáo nè. Lấy mấy nhỏ nhỏ là xí tết. Ô, cái này vừa nè. Trời đất ơi, cái này là nhỏ là quýp luôn. Con nháy nước mặn thấy bà luôn rồi. Nhỏ thì ít bự nè. Giấu lại em thấy rồi. Lên đây ngủ không vậy? Vậy nó còn lưng bếp. Tụi nó chắc ngủ rồi quá. Ngày xưa là ai đưa con của Thảo? Đó mẹ đưa. Sao không thấy Thảo? Không, hôm nay về ngoại học rồi. Vậy hả? Hai đứa, từ lớp 1 lớp 2 về ngoại học rồi. Hôm nay không ai đưa, bà ở nhà bà ruộng tối ngày, sáng ngày đi rồi. Vô mà người ta ăn hồi rồi người ta làm cho ăn hay gì? Ở đây chặt tư ra nha, người ta nhỏ à. Ớt thì... Ớt thì tới 4 con ký thì chẳng phải chặt tầm tư mới được. Bự đó chứ. Tưởng đâu ở dưới ngủ không được, bên đây ngủ chứ. Ngóc đầu kia đi. Chiếm được phẩm. Mua hay là đặt đây nè. Nhìn là biết đặt rồi. Ít mua làm gì nhỏ như vậy. Ít mua phải 4 con kiếm mới được. Cái này đi mua ăn.
Lâm ngáp hoài lời. Chất mong mới. Nó xào xả là sao? Ừ. Ba chị Hoàng không có cách nào cái gì nữa. Đang lại gì? Cái gì? Đang lại gì? Không không, quay. Dánh dòi nha các bạn. Đó. Ếch mà nó phải dánh dòi vậy nè. Đó. Chèo nay giờ chứ khác thì ba chút nữa đó. Bị đóng rong rồi. Rong rồi, nó đụng dội rồi. Bên làm gì? Lột, lột, lột. Lột. Được không? Coi làm gì ăn bậy chứ quỷ. Đây, trời ơi, mẹ hả? Thôi nấu. Này có nước quen tù á. Nấu con cháo được không? Hả? Nấu cháo được không? Làm gì? Gì? Mày chỗ mẹ mày. Thợ nấu nè. Không biết làm món ếch món gì nữa nè. Hồi ăn biết được. À biết rồi. Ủa bây giờ mà bắt cá đây à. Để tao lên cho lên chảo rồi đó, chín đó. Thôi, lên chảo chín. Tao đổ mấy chuyện đâu thấy. Lên vô đại là 1, 2, 3 là đủ 1 rớt 2 thắng là nói chuyện đâu mà. Đứng đó cực thục hoài cũng dạng thôi đây. Là cho mấy người ăn thấy cái được không? Này chứ món ớt kho xảo quá. Xào đúng không kho mày. Xào rồi. Xào chứ không có xào, không có kho. Không có kho. Kho khá à. Kho phải ăn cơm được à. À đúng. Con mày thấy cái này thơm thơm gì ta? Gì? Thơm thơm này gì nè. Không biết. Tao ăn gì tao không biết. Trời ơi. Chỉ có một thèo vô đây là muốn biết cái thuộc tài gì của tao thôi. Thằng nấu không? Tao hả? Ừ. Ồ, nó có đủ mẹ quá xưa, nó thiệt mày chứ. Ngoài chứ không có vé luôn hay sao? Ngoài chứ. Ôi, bả ngày xưa là đủ mẹ tao ra thịt rồi nào nào, chỉ có ướp một lóc bò mày mà không nè. Bả nó đi hết nổi rồi. Già là nay khôm rồi. Bệnh tối ngày chứ. Nấu đám cưới vô cưới vợ một tí á. Chị nấu đó. Nấu rồi. Thơm thơm món thơm ta mới là thơm rồi đó. Cái thơm của gì hương quá. Cái gì vậy? Của mẹ cái thằng heo quay cái thằng đó là nó con khó là cua. Ăn lẹ đó hả? Không, đâm ra là vỏ bay đang bên thôi mày đâu có phải là ngủ mày nói chuyện không? Ý trời ơi. Tối luôn rồi giăng cái luôn. Giăng giăng cái ruột luôn mà. Cái vỏ làm thế là. Ừ. Dạ. Đó là đồ mẹ tao là đệ tử của bà đó, chuyện thiệt vậy muốn giúp mẹ. Tao lâu cũng nấu người ta hoài tại ủa, vì mẹ quen mới đó. Mận heo đám dỗ trong nhà bé ớt nè, tao mới về nè. Bé ớt này đám gì tao dỗ hả? Đám dỗ hoài á. Vậy nay giờ gì ngoại trống quá.
giờ lâu mà. Tay này cho thơm mà. Mà sao? Tiếc bỏ hết vô nè, bỏ hết vô nha. Thợ đây là thợ nấu mì trường nha. Phải thường luôn nha. Không phải thường đâu nha. Không phải thường, có thường đâu. Thơm thơm hả? Thơm thơm mà. Thơm không mày. Thơm thơm. Thơm. Chín rồi, sắp chín rồi. Thơm quá, thơm. Thơm không, thơm không? Thơm dữ lắm anh. Chưa vô mà. Chưa xíu nữa. Đi xào cho nó rút lại luôn mới được. Thơm quá rồi kìa. Trong thời gian đợi nè chín thì dọn chén đi. Thơm thơm. Rồi để cạn luôn hả vậy bác? Cạn luôn hả sao? Cái mùi của xả, sa tế, ớt. Ớt nữa. Trời ơi thơm. Quất cái cục ớt cái này xào rồi phải phải thử mới được. Đây ok không, ok dọn, ok thôi à, mềm mềm vậy sao lạc vậy, miếng muối nữa không? Ok rồi. Tắt lửa. Dọn xuống. Ta dĩa đây. Ủa. Ta dĩa ra dĩa. Cái dĩa bự á. Tao có mầm cà mầm. Mày có rồi mi chưa tới là sao? Đó cái mầm. Này này. Mầm dĩa ừ đó, chơi hết mầm luôn. Ta dĩa, ta dĩa. Ta vô. Gì? Ta lại không? Không, này quay chứ chưa có ấy. Chưa đăng lên này. Chưa đăng. Vút quấn cục nữa rồi.
mày nghiền chết. Gần Tết kìa, gần Tết kìa. Cỡ tháng 10, 11 á. Bốn năm đó. Gậy nó, gậy nó lôi vô. Luôn dĩa rồi. Vậy đó là đồ mà mày vô nha, là anh nhiêu? Đủ quá không 200 tao bút cặp mà liền. Làm gì có đơn hàng không có đâu. Ừ. Này hơn hơn 200 nhiều, này hơn 200. Nó không cần cái máy hết rồi, giờ cũng cả trăm rồi. Nó lại ơi. Nữa không mày? Măng măng. Cái ngoài đây có cái nước không nhỉ? Có chưa? Đậu rồi, một đám nữa đó. Ờ, chút lội mất rồi. Đó, đủ mẹ nó có bài. Đó. Ừ. Ừ. Ghiền lắm, chú nước lội lắm rồi đó. Ở đây, đây, nó bấm xịn đó. Chú nước lội rồi, chú nước lội trắng. Ừ. Lương chú nước đó. Ừ, lương. Ừ. Đây nhậu xong rồi ngắm cái cảnh nước ngọc ngoài kia nữa. Lời mà nó nghe về hai ba trong gì á, nó ngồi vậy thì nó ngủ được chiều mẹ liền. Thích quá ngồi vậy coi nhiều không. Mà cái ông nhậu hay con nằm cái. Thử món măng xào đi. Thế măng gỏi măng. Còn mang, còn mang, còn mang, 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 mang có làm đó, bộ dốc mày ơi, chuyện. Mày ngồi trước đây đi. À, đang ngồi gần tí. À. Trời ơi, thằng này cũng dốc mày mày. Măng đâu luộc, ừ. Tao làm măng đồng bà chua đó. Làm cải dưa vậy đó. Măng đâu phải đó. Ừ. Ngon. Ngon này, ngon nữa, mày nịnh nữa đâu. Cái mấy luộc, cái nấu nước thôi với bỏ đường, bỏ muối vô là nhận tao. Ủa, coi thằng này, tao nổ mày. Nó không biết làm thiệt. Thì nói ra nhưng mà như trải thì đó. Rồi qua đây đi, để nghỉ ngồi bả đi, để nhiều khi sốc hàng không tắm. Anh em mất lòng. Đi này mình chơi làm hai được ha. Đúng không? Ừ. Ừ. Của vợ Duyên chở nè. Ừ. Thì nói đâu nó chở đi chở. Chuyển rồi. Rồi vô. Mày cho ngắt cổ được cho mày gì đâu. Kỳ quá. Hay quá. Quá. Hay lên trên đó ta. Thôi tới đây thì kỳ nữa sao đâu. Không có quạt kìa. Đó mát. Má ngày chỗ đó đó, mát chứ lắm đó. Ừ. Đúng rồi, mình nhậu thường thường điểm mình đi, đó. Đi, 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 không có nói gì. Em thấy này cũng hơi buồn rồi đó. Trang điểm không? Đang đâu làm gì em nói. Trang điểm không? Giờ, 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 để điểm rồi, cầm mấy đi. Nóng quá. Mệt quá mà. Ngồi thì cắm cảnh cũng lý lắm mà sao giờ điểm rồi. Con cá lồng tông này. Nè, sao lại đây nè. Kiếm mấy cái dồ. Cái chốt á, bắt cái chốt á. Gì? Cái chốt nuôi thầy luôn á. Thả nhiều con cá lạ lắm rồi. Đang tính mua cái hồ á. Mẹ tao ngồi vô cái góc kìa. Nói cái chơi cá tôi tặng mấy con cá kia với tôi muốn thả cái kia. Cái chốt, cái dồ thôi. Cái dồ. Không bị vô, không bị vô, không bị vô, ở đó, từ từ. Nãy sao trong cái này nhỏ quá, sao cái này dễ quá. Con gạch cái gì? Ghé qua đây đi. Qua đây. Không bị vô, không bị vô, không bị vô. Ngồi đây đi. Không rồi. Cái đồ nào? Thì nó thành chuột. Cá gì đó. Có cá lóc nữa. Thằng Tư luôn. 3 cái tôi trốn cái đó là mấy rồi 2 vậy hả mày uống cạn rồi được giờ tao cây tao, nhẹ tao, nhẹ tao, không? Tao tao có biết à chị hai ly thôi được cái tàu lao á mẹ ông làm trang chưa ngon đây đây coi lại đây uống cái rồi coi chứ uống còn cười
qua đây nhồi này cha ơi. Đó, cái mía reo nữa. Có mà đó, ớt đủ bỏ canh vậy đó, mới dính. Thôi tới đi. Sáng giờ sáng giờ sáng vậy. Khui. Khui. Này nè, khui nè. Ngon không Tuấn? Chép chép dữ vậy. Nói ngon mà cái định nói nịnh thôi. Không có gì không hả cho? Gì? Không có gì không? Thì có vậy. Đường muối vậy. Đường muối thôi chứ gì. Có gì đó không? Bỏ gì nữa? Để bỏ vô họng ai nhai chứ gì còn. Chua chua nó chơi nhậu cái gì chua chua. Bắt đầu nó dính thôi chứ còn. Cái này bỏ lá vô.